Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hiện tại hôm nay mình sẽ vẫn dùng cái thủ thuật gọi là nhận dưa liên tục miễn phí nhá. Thì đây là trên hệ điều hành Android được chưa? Mình đã có thử cái bản này rồi, nên là rất là ok mọi người nhá. Vẫn xuất hiện những cái bản gọi là nhận trồng dưa liên tục này như này nhá, được chưa? Trồng dưa hấu liên tục nhá. Đây trước mắt các bạn là 100% là thật nhá. Đó, đây mình đánh quái xong này, đó xong gọi là nhận dưa này, đó mình nhận dưa rồi nên là sẽ không nhận được nữa, hay là liên tục nhận được dưa được chưa, nó sẽ không hiện lên cái bảng đổi dưa đó. Nếu mà video này mà đạt trên 50 like trở lên thì mình sẽ tiết lộ cho mọi người cái thủ thuật này, gọi là nhận dưa free luôn, cứ trồng dưa thôi. Đó gọi là vua hùng sẽ hiện cái phần gọi là trồng dưa luôn, được chưa? Trồng dưa luôn, không phải đổi quà, được chưa? Dành cho những anh em nào chưa có dưa hấu, chỉ làm cái này là 100 lick, 1000 lick, rất đơn giản, được chưa? Chỉ cần gặp được vua hùng, ấn vào vua hùng thế là nhận được dưa, thế thôi. Lick là mình nhận được dưa rồi đó. Thế là nếu mà video này mà đạt trên 50 like thì mình sẽ tiết lộ cho anh em phanh phui toàn bộ sự thật cho anh em 100%, không phải hiện cái bảng này nữa, được chưa? Nhận dưa hoàn toàn miễn phí, ok chưa? Rồi tạm biệt anh em, bye bye, nhớ ủng hộ kênh mình nhá, bye bye.